Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, là Tuấn Tò Mò. Và như các bạn đang thấy thì ở trên tay mình đang là hai siêu phẩm có thể nói là nổi tiếng nhất, flagship của hai hệ điều hành là iOS và Android. Một bên thì là iPhone 10 và một bên thì là Note 8. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh cái gì ở hai siêu phẩm này đây? Ở đây thì mình đang có một chiếc kính hiển vi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng chiếc kính hiển vi này để so sánh về mức độ hoàn thiện giữa hai chiếc máy là iPhone 10 và Galaxy Note 8. Đây là một góc nhìn mà chắc chắn là với mắt thường chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được. Nào, bắt đầu nhá. Trước khi mà chúng ta soi lên kính hiển vi thì chắc là phải lau dọn hai chiếc máy đi thật là tử tế. Tại vì là hai chiếc máy này thì lại chống nước. Thế xong rồi anh em S-Channel thì cũng rất là hay để mang máy vào phòng tắm để nghe nhạc xem phim. Cho nên là mình sẽ phải lau dọn đi thật là cẩn thận để nhỡ mà lên kính hiển vi nó có thấy những cái gì đấy không nên có thì lau đi cho nó chắc. Nhân tiện thì hai chiếc máy này hiện tại đang có mức giá cực kỳ tốt tại Cellphones, và các bạn hoàn toàn có thể bấm vào link ở đây để có thể cập nhật từng giây từng phút giá hiện tại của hai siêu phẩm này. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mèo xăm soi Galaxy Note 8. Chúng ta sẽ cùng nhau xăm soi một thứ gì đầu tiên đây? Đây là mặt trước này. Chúng ta sẽ có, đây là phần loa thoại của chiếc máy. Cùng lấy nét lại nào. Ui dồi ôi, tại sao mà nhìn nó lại răm rổ và lỗ thế này? Y như là cái mặt thằng Tân một cú ấy. Ui dồi, Tân ơi là Tân ơi, ông tôi tưởng ông bỏ ra bao nhiêu tiền đi làm phẫu thuật thẩm mỹ mà nhìn vẫn như này á, nó toét thế này á. Nói thật là đến cái tầm Galaxy Note 8 thì thực sự là ngoài mắt thường thì nhìn đã rất là đẹp rồi. Rất là nhỏ gọn và đẹp, tuy nhiên thì so lên kính hiển vi thì cũng không được đẹp lắm. Tuy nhiên thì cũng có thể là máy nào soi lên kính hiển vi màng loa cũng sẽ xấu như này thôi. Chúng ta sẽ cùng thử cái màng loa của iPhone 10 xem sao. Đây là màng loa của iPhone 10. Wow, có thể thấy là màng loa của iPhone 10 nó cũng là lưới, thế nhưng mà nó đẹp hơn các bạn ạ. Khá là đẹp và gọn gàng. Đây chính là cái phần màng loa của iPhone 10. Nó là một cái tấm lưới và nó giống như là cái lưới mắt cá ấy, được đan vào với nhau. Và có một điểm mình cũng thấy nó khác so với lại cái Note 8, đó chính là ở hai đầu ấy thì nó không hở ra. Cái phần lưới này nó che phủ toàn bộ cái phần đục da của tấm kính. Và cả hai chiếc máy này thì đều có màng loa phải nói là khá là đẹp và gọn gàng. Những cái chi tiết này thì chúng ta chỉ có nhìn thấy ở trên kính hiển vi thôi. Rồi quay trở lại tiếp tục xăm soi chiếc Note 8. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái phần tiếp xúc giữa viền nhôm và kính của Note 8. Đó, các bạn có thể thấy hai cái có vẻ như theo những cái nhảnh này thì hai cái phần này nó không được mịn cho lắm nhỉ. Đây là một điểm mà so lên kính hiển vi thì không đẹp lắm. Và nào, để đi đến cái góc xem nào. Đến góc thì hình như là cái khe hở nó lớn hơn so với lại ở phần cạnh rồi. Ở đỉnh thì khe hở sẽ lớn hơn ở phần cạnh với Note 8 này. Đây các bạn thấy không? Riêng ra đỉnh này thì tự nhiên cái phần kính nhìn nó lại bo ít hơn so với lại phần nhôm, thành ra là lại để ra một cái khe hở. Còn ở trên này thì khe hở bé hơn. Và vừa rồi thì là những hình ảnh tiếp xúc giữa phần kính và phần nhôm của Note 8. Bây giờ thì sẽ là iPhone X. Đây là những hình ảnh về tiếp xúc giữa kính và nhôm của iPhone X này. Đó, các bạn có thể thấy với iPhone X thì mọi thứ có vẻ đẹp hơn và mượt mà hơn. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng ở phía giữa của kính và nhôm thì sẽ là một cái dải nhựa. Đó, giữa kính và nhôm thì sẽ là dải nhựa. Và cái phần chính vì là có cái dải nhựa này cho nên là chúng ta không nhận thấy được rằng với iPhone X thì nó có một cái khe hở gì ở đây cả. Đó, đây là một điểm mà mình thấy là Apple đã làm rất là tốt. Và đây là một truyền thống của Apple rồi, từ xưa nay thì máy của họ luôn luôn có một cái phần viền nhựa giữa kính và nhôm, thành ra là máy khá là khít. Rồi, như vậy là lại một lần nữa thì Apple chứng tỏ cho chúng ta thấy là cái khả năng hoàn thiện của họ là rất là tốt ở trên iPhone 10. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xăm soi đến một cái chi tiết tiếp theo, đó chính là cái phần khung đi. Rồi, và ở trên màn hình của các bạn hiện tại đang là phần khung nhôm của Note 8. Có thể thấy là cái phần khung nhôm này thì được Samsung hoàn thiện dưới dạng không hoàn toàn bóng lộn đâu, mà nó sẽ có những cái chi tiết nhỏ li ti, hơi sần sùi một chút. Và so lên kính hiển vi chúng ta có thể thấy rõ ràng được những cái phần chấm nhỏ li ti này. Đó. Tuy nhiên thì chiếc máy này thì mình soi và mình không thấy cái phần viền này nó có phần vết xước gì cả. Khá là mới, trong khi
bọn mình cũng không hề giữ gìn em nó quá đâu. Hiện tại mọi thứ vẫn đang rất là mới và đẹp ở trên chiếc Note 8 này. Đó, viền còn rất là mới và bóng. Ok, chuyển sang với iPhone 10 để xem là với cái viền làm bằng thép không gỉ thì liệu lên trên kính hiển vi trông nó có đẹp đẽ, sáng sủa hơn so với lại Note 8 hay không? Wow, đây là xước à? Đây là rất nhiều các vết xước thưa các bạn. Đó, cực kỳ nhiều các vết xước. Wow, đỉnh máy cũng có rất nhiều, đây không phải là bẩn mà là xước. Từ từ lau lại này. Đỉnh máy này. Đó, các bạn có thể thấy được đang có rất nhiều các vết xước nhỏ li ti ở trên cái khung bằng thép không gỉ của iPhone 10. Thực tế là chiếc iPhone 10 này thì bọn mình dùng rất cẩn thận bởi vì nó có một cái giá trị rất là cao và mình không hề muốn là phải đền nó, cho nên là luôn luôn ở trong bọc. Tuy nhiên, chiếc máy vẫn xước. Có lẽ là với iPhone 10 thì thép không gỉ là một vật liệu rất cứng. Tuy nhiên thì nó lại có thể dễ dàng bị xước bởi những cái hạt bụi nho nhỏ. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà kể cả đeo ốp. Đây là một hiện tượng mà có lẽ là đã không mới với chiếc iPhone 10 này. Tuy nhiên thì khi lên kính hiển vi chúng ta thấy những cái vết xước này một cách cực kỳ rõ ràng. Đó, trên màn hình của các bạn thì hiện tại đang là những cái lỗ loa ở trên iPhone 10. Có thể nói là tuy là rất nhiều vết xước, tuy nhiên thì phải nói là Apple hoàn thiện phần này cực kỳ đẹp. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Cái phần này thì Apple sau khi mà họ đục những cái lỗ loa này thì họ còn một lần nữa dùng máy và họ kiểu hoàn thiện thêm một lần nữa và tạo ra một cái vòng tròn xung quanh cái phần lỗ loa này. Đó, một cái hoàn thiện rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ cùng xem soi thử cái lỗ loa này ở trên Note 8 nha. Đây chính là những lỗ loa ở trên Note 8. Trên thực tế thì Samsung họ cũng có làm cho những cái phần đường viền này, đường viền của cái lỗ loa này nó trở nên bóng và đẹp. Và thực tế là mình rất là thích cái cách mà Apple họ có một cái màng thép ở những cái lỗ loa đó. Chứ còn với Note 8 thì kiểu chúng ta nhìn thẳng vào bên trong này ấy, cho nên là rất có thể là bụi nó có thể chui vào trong những cái lỗ này. Quay ra mặt sau thì với chiếc Note 8 này thì mình có một thứ mình muốn cho các bạn xem, đó chính là cái phần cụm camera của máy. Đây chính là camera, một trong hai camera sau của máy. Không biết đây là những cái phần bụi này nó gọi bụi hay là cái gì đây, nhưng mà hình như là bụi nó vào bên trong camera hay sao ta. Soi lên thì thấy là ở bên dưới lớp kính thì có rất là nhiều những cái hạt bụi nhỏ li ti này. Rồi, đây sẽ là cái phần đèn LED của Note 8. Đó. Đây chỉ là một cái đèn LED đơn thôi. Và phía dưới thì sẽ là cái phần mà mình không thích nhất ở trên chiếc Note 8 này. Đây chính là cảm biến nhịp tim. Và cái phần cảm biến nhịp tim này thì Samsung lại chọn một cách hoàn thiện, đó là để lộ ra toàn bộ cái phần linh kiện này. Có lẽ đây là một cái phần mà yêu cầu bắt buộc của cảm biến nhịp tim là phải để lộ những cái phần linh kiện này ra. Tuy nhiên thì cá nhân mình thì không thích việc là kiểu để lỗi cả linh kiện ra như thế này. Và chuyển sang với iPhone 10 cụm camera xem có gì hay ho không nhá. Chúng ta đang có đây là phần đèn LED của iPhone 10. Đây là một chiếc đèn LED mà nó có tới tận 4 cái đèn LED và mọi thứ được sắp xếp thành một cái hình tròn. Đó, xung quanh thì lại có một cái viền nữa này. Wow, và đây là một cái lỗ mic. Một cái lỗ mic cực kỳ nhỏ, tuy nhiên thì phải nói là lại một lần nữa chúng ta nhìn thấy được rằng là Apple họ đã cho một cái màng lên trên cái lỗ mic này để bao phủ lỗ mic. Đó, một chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng được Apple họ cho một cái màng vào đây. Và như vậy là chúng ta đã vừa sử dụng kính hiển vi và dạo một vòng xung quanh hai chiếc máy hot nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là iPhone 10 và Note 8. Có thể thấy là với những hình ảnh ở trên kính hiển vi thì iPhone 10 có những hình ảnh đẹp hơn, khi mà nhất là cái phần màng loa này đẹp hơn hẳn so với lại Note 8. Tuy nhiên thì cái phần màng loa này thì lại là một cái phần mà chúng ta sẽ chỉ có thể thấy được khi mà chúng ta nhìn ở trên kính hiển vi thôi, còn ngoài đời thì mình không thấy có điểm gì khác biệt. Còn lại thì đến với cái phần khung thì đây lại là một điểm yếu ở trên iPhone 10 khi mà nó cực kỳ dễ xước, và vết xước này có thể nhìn thấy ở ngoài đời. Ở những cái nơi, nhất là những nơi có ánh sáng mạnh ấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy được rõ ràng là những vết xước đã xuất hiện ở trên chiếc iPhone 10 này. Còn với chiếc Note 8 này chúng ta thì sẽ xước khó xước hơn. Tuy nhiên thì với iPhone 10 thì lại là bền hơn khi mà thép không gỉ thì đã có rất là nhiều những cái bài test ở trên mạng rồi, cực kỳ bền. Cuối cùng thì phần khe hở giữa màn hình và khung nhôm cũng là một điểm yếu ở trên Note 8. Bởi vì là cái phần khe hở này thì rất có thể là chúng ta trong quá trình sử dụng thì bụi sẽ chui vào những khe hở này và làm giảm đi tính thẩm mỹ của chiếc máy. Tổng thể lại thì mình thấy là iPhone 10 có mức độ hoàn thiện tốt hơn so với lại Note 8. Tuy nhiên thì nếu mà so về mức giá thì iPhone 10 có mức giá cao hơn hẳn so với Note 8.
một mức giá mà mình, cá nhân mình phải nói là được một mức giá quá cao với một chiếc điện thoại như là iPhone 10, với những gì mà iPhone 10 có thể làm được. Đến đây xin phép được dừng video lại và nhường sân khấu lại cho các bạn. Các bạn có những suy nghĩ gì về những hình ảnh trên kính hiển vi của Note 8 và iPhone 10? Các bạn hãy comment ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của Quay Channel.